Xin chào các em. Chào mừng các em đến với lớp học online của cô. Nào mình cùng bắt đầu nhé. Các em hãy cùng cô hát bài hát The Alphabet Songs nhé. Lesson. Sing it again. Ready? YZ, yeah, yeah. X, Y, Z. The alphabet song, the alphabet song. I love the alphabet song. Hẹn gặp lại các em trong những bài học sau. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ các bài học thú vị nhé. Chào các em.